Annyeonghaseyo, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay chúng ta tiếp tục nối tiếp cái series cụm từ và câu. Cụ thể trong bài ngày hôm nay chúng ta sẽ có những cái câu giao tiếp gắn với cụm itta, mang nghĩa là có cái gì đó, có cái lời để nói hoặc là có cái việc cần bàn, hoặc là tôi có mấy người anh trai hoặc là mấy người chị gái chẳng hạn. Tất cả chúng ta sẽ có những cái câu giao tiếp căn bản xuất hiện trong video ngày hôm nay. Các bạn hãy theo dõi nhé. Chúng ta sẽ có câu đầu tiên là có ai đến không? Có ai đến không? Câu hỏi 누구 온 사람 있습니까? 누구 온 사람 있습니까? 누구 온 사람 있습니까? Có ai đến không? Đây là một câu hỏi, một cách hỏi rất là lịch sự. 누구 là ai? 온 사람 có nghĩa là cái người mà đến ý. 있습니까? 있습니까? Có nghĩa là có không? Các bạn có 있다 khi mà các bạn hỏi ở cái dạng trang trọng lịch sự thì các bạn sẽ bỏ 다 đi và gắn cái đuôi 있습니다, 있습니까 vào gốc của cái từ 있다. Như vậy các bạn sẽ có là 있습니까 mà nghĩa là có cái gì không? Cái từ 있습니까 mà nghĩa là có không, và cụ thể là 누구 온 사람 có nghĩa là có ai đến ý. 누구 온 사람 있습니까? Có ai đến không? Các bạn chú ý về cách phát âm. Các bạn có từ 있다 khi mà các bạn gắn với cái đuôi này thì các bạn phát âm là 있습니까, biến âm thành 있 nè, và cái âm tiết thứ hai các bạn sẽ gấp đôi phụ âm sờ lên là 씀. Ở đây các bạn sẽ có 비읍 gặp 니은 thì các bạn sẽ biến đổi thành 미음, sẽ là thành âm m, sẽ là 있습니까, 있습니까. 누구 온 사람 있습니까 có nghĩa là có ai đến không ạ. Chú ý về cách phát âm, cần biến âm nhé. Hoặc một câu hỏi nữa là có ai ở nhà không, có ai ở nhà không ạ, có ai ở nhà không vậy. Một câu hỏi lịch sự 집에 누구 있습니까, 집에 누구 있습니까, 집에 누구 있습니까. Có ai ở nhà không? 집에. Các bạn có 집 có nghĩa là nhà, 집 là nhà. Còn 에 mà nghĩa là ở nhà thì 누구 có nghĩa là ai, 있습니까 có không? Tức là có ai ở nhà không? Các nếu mà có các bạn nói là 네 있습니다. Chỉ cần thay cái từ các bằng một cái từ trả lời là từ 다. 네 있습니다. Vâng, có ạ. Hoặc là nếu không có sẽ là gì nhỉ? 없습니다. Thay 있다 bằng 없다. 없다 bằng nghĩa là không có. Khi mà chia theo đuôi 니다 thì các bạn cũng chỉ cần biến đổi là 없습니다. Thay 니까 bằng 니다. 집에 없습니다 có nghĩa là không có ở nhà. Hoặc một câu hỏi là nhà có vườn không? Tôi đã hiểu là ở trong cái khuôn viên của nhà ấy có vườn không đấy, có vườn tược không đấy. 집에 정원이 있습니까? 집에 정원이 있습니까? 집에 정원이 있습니까? Nhà có vườn không, hoặc là trong nhà có vườn không? Các bạn sẽ có 뭐뭐에 있습니까? Có nghĩa là gì nhỉ? Có cái gì đó ở đâu không? Và như vậy, đằng trước của cái từ 에 này sẽ là một cái danh từ chỉ địa điểm. Và cái từ 집 mà nghĩa là nhà, các bạn nối âm lên là 집에 ở nhà thì 정원, 정원 có nghĩa là cái vườn, khu vườn. 있습니까 có không? 집에 정원이 있습니까? Nhà có vườn không? Nếu mà có các bạn nói là gì nhỉ? 네, 집에 정원이 있습니다. 다행이니까 막니다. Còn nếu không có thì sẽ là gì nhỉ? 아니요, 집에 정원이 없습니다. Không, trong nhà không có vườn. Ở nhà còn trà không? Tức là cái trà để uống đấy. Các bạn có từ 차 mà nghĩa là trà. Cái từ 차 này cũng mà nghĩa là xe hơi nữa. Thì các bạn tùy trường hợp các bạn có thể dịch. Trong trường hợp này các bạn dịch là 차, tức là cái đồ uống. 집에 차가 있습니까? 집에 차가 있습니까? 집에 차가 있습니까? Ở nhà có trà không, hoặc là ở nhà còn trà không? Các bạn sẽ có cái cấu trúc mà động từ, danh từ kết hợp với cái tiểu từ 이 hoặc là 가 gắn với 있습니까? Có cái gì đó không?
Và nữa là gì, có cái gì đó ở đâu không thì bạn sẽ có danh từ chỉ địa điểm gắn với e, mua mô e, kết hợp với danh từ kết hợp với y hoặc là ka, kết hợp với isumnika, mà nghĩa là có cái gì đó ở đâu không. Các bạn có thể thay thế, ví dụ khi học đến câu này các bạn có thể linh hoạt nói là gì nhỉ, ví dụ là Huê sae, ở công ty thì 한국 사람이 있습니까? Ở công ty thì có người Hàn Quốc không? Hoặc là ở trường học thì có giáo viên Hàn Quốc không? Tức là gì nhỉ? 학교에 한국어 선생님이 있습니까? Ví dụ là ở trường thì có giáo viên tiếng Hàn Quốc không? Các bạn có thể linh hoạt thay thế nhiều những cái danh từ khác vào đây này, thay thế nhiều những cái danh từ chỉ địa điểm khác nữa đằng trước của e. Và khi trả lời nếu mà có thì rất đơn giản, các bạn chỉ cần nói là 네 있습니다. Vâng, có ạ. Nếu không có sẽ nói là gì nhỉ? 아니요, 없습니다. Không, không còn ạ. Chừng nào anh rảnh hoặc là khi nào anh có thời gian ấy, các bạn có 언제 시간이 있습니까? 언제 시간이 있습니까? 언제 시간이 있습니까? Chừng nào hoặc là khi nào anh rảnh, chừng hoặc là khi đều mang nghĩa là từ 언제. 언제 có nghĩa là khi nào hoặc là chừng nào, rảnh hay là bằng với từ có thời gian. Các bạn có 언제 là chừng, chừng nào hoặc là khi nào, một từ để hỏi về thời gian. 시간 là thời gian. 시간이 있다, 시간이 있다 mà nghĩa là có thời gian. Còn có thời gian không sẽ là 시간이 있습니까? Bạn có thời gian không? Còn nếu mà hỏi là khi nào bạn có thời gian thì sẽ thêm cái từ 언제 là cái từ hỏi về thời gian đứng đằng trước. 언제 시간이 있습니까? Khi nào anh rảnh, hoặc là chừng nào anh rảnh, hoặc là khi nào anh có thời gian. Tiếp theo, tôi có việc cần bàn bạc với anh. Các bạn cũng có 있다 gắn cái đuôi 씁니다, hoặc các bạn cũng có thể dùng với đuôi 요 thành 있어요, 있어요. 당신과 의논할 것이 있습니다. 당신과 의논할 것이 있습니다. Tôi có việc cần bàn bạc với anh. 당신 có nghĩa là anh, bạn, ông, bà gì đó, một từ xưng hô trong mối quan hệ xã hội. 당신과 mà nghĩa là qua, mà nghĩa là với. 당신과 là với anh, với chị, với bạn. 의논할, các bạn có ở đây 의논하다, gốc là 의논하다 mà nghĩa là bàn bạc. Còn cái đuô riêng có mà nghĩa là cái mà để bàn bạc, cái mà cần bàn bạc hoặc là việc cần bàn bạc, thì các bạn sẽ cắn riêng cọt vào. 의논할 것 mà nghĩa là cái việc cần bàn bạc. Việc cần bàn bạc này 있습니다, có. Tôi có việc cần bàn bạc với anh. Tôi có tiền. 돈이 있어요. 돈이 있어요. 돈이 있어요. Tôi có tiền. Tôi có tiền mà. 돈 mà nghĩa là tiền. 있어요 mà nghĩa là có. 있다, 있다 chia theo 요 là thành 있어요, hoặc là 돈이 있습니다. Tôi có tiền ạ. À. Tôi có một chỗ làm ổn định. 나는 안정된 직장이 있어요. 나는 안정된 직장이 있어요. 나는 안정된 직장이 있어요. Tôi có một chỗ làm ổn định. Các bạn có 안정된 직장. 안정된 직장 có nghĩa là cái nơi làm việc, cái chỗ làm việc ổn định. Các bạn có gốc 직장 mà nghĩa là cái nơi làm việc, còn 안정되다 mà nghĩa là ổn định. Còn khi mà các bạn kết hợp với danh từ trở thành một cái cụm định ngữ của danh từ ấy, thì nó sẽ mang các bạn sẽ gắn niên vào sau gốc của động từ 안정된 직장 có nghĩa là cái nơi làm việc ổn định, cái chỗ làm việc ổn định. 있어요 có, tôi có một chỗ làm ổn định. 나는 안정된 직장이 있어요. Tôi đã có người trong mộng rồi. 나는 마음에 두고 있는 사람이 있어요. 나는 마음에 두고 있는 사람이 있어요. 나는 마음에 두고 있는 사람이 있어요. Tôi đã có người trong mộng. Các bạn có ở đây là gì nhỉ? 마음에 두다 là cái gốc động từ mang nghĩa là gì nhỉ? Giữ trong lòng. 마음 có nghĩa là cái tấm lòng hoặc là cõi lòng của chúng ta đấy. 두다 mang nghĩa là đặt.
Tức là các bạn hiểu là 마음에 두다 là đặt ở trong lòng, hoặc là có ở trong lòng, giữ ở trong lòng. Còn 고 있다 nó mang nghĩa là đang, tức là gì nhỉ? 마음에 두고 있다, 두고 있다 mang nghĩa là đang giữ ở trong lòng. Là động từ khi các bạn kết hợp với danh từ 사람, nó mang nghĩa là người mà đang giữ ở trong lòng, thì các bạn sẽ 있다 bỏ 다 đi gần 는 사람 sẽ là gì nhỉ? Người mà tôi đang có ở trong lòng, hoặc là người mà tôi đang giữ ở trong lòng. Các bạn hiểu là người trong mộng ấy, 있어요, có. Tôi có người trong mộng rồi, hoặc là tôi đã có người trong mộng. Hiểu là có người yêu đấy. Tôi có hẹn ăn trưa với bạn. 친구와 점심 약속이 있어요. 친구와 점심 약속이 있어요. 친구와 점심 약속이 있어요. Tôi có hẹn ăn trưa với bạn. Tôi có cuộc hẹn. 친구 có nghĩa là bạn, bạn bè. 와 mang nghĩa là với. Đứng đằng sau danh từ kết thúc bằng một nguyên âm mang nghĩa là với. 친구와 mang nghĩa là với bạn. 점심 có nghĩa là bữa trưa. 약속 có nghĩa là cuộc hẹn. 점심 약속 mang nghĩa là hẹn bữa trưa này, hẹn ăn trưa này. 있어요 có. Tôi có buổi hẹn trưa với bạn. Hoặc các bạn cũng có thể dịch 점심 có nghĩa là cái bữa trưa. 점심 mang nghĩa là buổi trưa, hoặc nó cũng mang nghĩa là cái bữa ăn trưa nữa. Thì các bạn cũng có thể dịch là tôi có cuộc hẹn ăn trưa với bạn. Tôi có tội gì? Tôi có tội gì ạ? 내가 무슨 죄가 있습니까? 내가 무슨 죄가 있습니까? 내가 무슨 죄가 있습니까? Tôi có tội gì ạ? 무슨 là gì? 죄 có nghĩa là tội, lỗi. 있습니까? Có. Có cái tội gì? 내가 무슨 죄가 있습니까? Tôi có tội gì vậy? Tôi có chuyện kín đáo muốn nói với bạn. 조용히 할 이야기가 있어요. 조용히 할 이야기가 있어요. 조용히 할 이야기가 있어요. Tôi có chuyện kín đáo muốn nói với bạn. Các bạn có đây. 이야기 là câu chuyện, còn 할 이야기 có nghĩa là câu chuyện muốn nói, câu chuyện cần nói. 있어요 là có. Và ở đây cái từ 조용히 đứng đằng trước của động từ nó mang nghĩa là một cách im lặng, một cách kín đáo. Cái từ 조용히 các bạn hiểu bản chất của nó, gốc của nó chính là từ kín đáo, hoặc là bản chất của nó chính là từ im lặng, có nghĩa là im lặng nhé. Còn khi dịch các bạn có thể dịch văn hoa là kín đáo, bí mật đấy. Tôi có câu chuyện kín đáo muốn nói với bạn. 조용히 할 이야기가 있어요. Tôi có chuyện kín đáo muốn nói với bạn đấy. Tôi có 나 있어요. 나 있어요. 나 있어요. Tôi có. Ví dụ là gì nhỉ? Cậu có bút chì không? Hoặc là cậu có cục tẩy không? Cậu có cái thước kẻ không? Cho tớ mượn với. Thì các bạn nói là 나 있어요. Tôi có, tôi có. 나 một từ xưng hô ngang hàng, hoặc là người trên nói với người dưới, xưng hô với người dưới. 나 tôi có, anh có, chị có, tao có. 나 있어요. Tôi có. Bây giờ tôi có hẹn với chỗ khác. 저는 지금 딴 데 약속이 있다. 저는 지금 딴 데 약속이 있다. 저는 지금 딴 데 약속이 있다. Bây giờ tôi có hẹn với chỗ khác. 지금 bây giờ 딴 데. Các bạn có từ 딴 데 mà nghĩa là cái nơi khác, cái địa điểm khác. Còn 약속이 있다 mà nghĩa là có cuộc hẹn. 저는 지금 딴 데 약속이 있다. Bây giờ tôi có hẹn với chỗ khác. Cái đuôi thà này kết thúc câu một cách ngang hàng xuồng xã. Còn lịch sự hơn hoặc là tùy đối tượng các bạn giao tiếp cần, các bạn cần phải giữ sự cái sự lịch sự tôn trọng, thì các bạn có thể dùng với đuôi 요, 있어요 hoặc là 있습니다. Tôi có lời muốn nói. 나는 하고 싶은 말이 있다. 나는 하고 싶은 말이 있다. 나는 하고 싶은 말이 있다. Tôi có lời muốn nói. Các bạn có 말 có nghĩa là lời nói. 말이 있다 mà nghĩa là có lời. Còn cái lời muốn nói thì các bạn có ở đây. Động từ 하다 ở đây trong trường hợp này, 하다 nó mang nghĩa là làm, hoặc trong trường hợp này nó còn mang nghĩa là nói, tức là
Các bạn có gốc của nó là từ marata mà nghĩa là nói đấy. Còn tuy nhiên khi mà chỉ kết hợp với gốc từ hata này thôi, các bạn cũng thể hiểu là mang nghĩa là nói. Còn muốn nói sẽ là hako shita, các bạn sẽ cắn cái đuôi ko shita vào sau gốc của động từ, nó mang nghĩa là muốn. Còn khi kết hợp với danh từ, động từ đây các bạn hiểu là hako shita là một động từ, còn mai là một danh từ. Khi mà muốn kết hợp cả động từ với danh từ thành một cụm danh từ lớn, tức là gì nhỉ? Lời muốn nói thì các bạn sẽ có động từ shita bỏ tà đi, gắn ưn vào sau gốc của động từ. Hako shipun mal có nghĩa là cái lời muốn nói itta hoặc là isseoyo isseumnida. 나는 하고 싶은 말이 있다. Tôi có lời muốn nói. Trên tôi có một anh. 내 손 위에 형이 하나 있어요. 내 손 위에 형이 하나 있어요. 내 손 위에 형이 하나 있어요. Trên tôi có một anh. Tôi gọi hiểu là ngoài tôi ra thì đằng trước tôi còn có một anh trai nữa. Tôi là em của anh ý. Thì các bạn sẽ có là nè, chính là dạng gọn của nà và ươi, nà. Đây là một từ xưng hô ngang hàng hoặc là thân mật. Sô nùy, các bạn có hiểu từ là gì nhỉ? Sô nùy mang nghĩa là vai về lớn hoặc là bề trên ấy. Ngược lại là vai về dưới hoặc là những người nhỏ hơn sẽ là gì nhỉ? Sô na rẻ, sô na rẻ mang nghĩa là người dưới hoặc là vai về dưới. Thì các bạn sẽ dịch trong trường hợp này là nè sô nùy mang nghĩa là gì nhỉ? Phía trên của tôi ấy. Hyung ý, hyung có nghĩa là anh trai, một từ xưng hô dành cho con trai, cho người con trai gọi anh trai của mình là hyung. Con gái sẽ gọi anh của mình là oppa các bạn nhé. Hana có nghĩa là một, isseoyo là có nghĩa là gì nhỉ? Hyung ý, hana isseoyo, tôi có một người anh trai. Nè son wie, ở phía trên tôi. Tương tự các bạn có thể nói là gì nhỉ? Dưới tôi có một em gái, các bạn có từ em gái là 여동생, các bạn sẽ thay vào đây, thay cái từ 여동생 vào vị trí của từ 형. 여 có nghĩa là nữ đấy, là con gái đấy, 동생 là em. Thế thì các bạn sẽ có là ở dưới tôi có một em gái, thì các bạn sẽ nói là gì nhỉ? Thay vị trí nữa của từ 손위 bằng cái từ 손아래. 내 손아래 여동생이 하나 있어요. Dưới tôi có một em gái. Như vậy các bạn ghi nhớ cái câu này và các bạn có thể thay đổi vị trí khi mà các bạn muốn giới thiệu về những người trong gia đình của mình. Phía trên tôi có một anh hoặc là phía trên tôi có một chị, và phía dưới tôi có một em gái chẳng hạn, hoặc là một em trai. Em trai sẽ là nam tung sèn, con trai sẽ là nam, nam tung sèn, còn con gái sẽ là em gái là do tung sèn. Sô nuy là vai trên hoặc là bên trên, còn sô na rè có nghĩa là ở dưới. Chiều nay tôi có hẹn. 오늘 오후에 나는 약속이 있어요. 오늘 오후에 나는 약속이 있어요. 나는 có nghĩa là tôi đấy. 오늘 오후에 vào buổi chiều hôm nay thì 나는 약속이 있어요. Tôi có cuộc hẹn. Tôi có chuyện muốn nhờ anh ạ. 부탁이 있습니다. 부탁이 있습니다. 부탁이 있습니다. Tôi có chuyện muốn nhờ anh ạ. Khi các bạn muốn nhờ vào ai đó thì các bạn nói câu này. 부탁이 있습니다. Tôi có việc muốn nhờ ạ, hoặc là tôi có chuyện muốn nhờ ạ. 부탁 có nghĩa là cái sự nhờ vả, cái lời nhờ vả. 있습니다. Có. Anh ở đâu đấy? 어디 있어요? 어디 있어요? 어디에 있어요? Anh ở đâu đấy, hoặc là anh đang ở đâu đấy. Các bạn có mua muối isseoyo là có ở đâu đó, còn odi là một từ để hỏi về địa điểm. Odi isseoyo, anh ở đâu đấy, anh đang ở đâu đấy. Trả lời có thể thay từ odi là một từ hỏi về địa điểm bằng nhiều những cái danh từ chỉ địa điểm khác nhau, ví dụ là gì nhỉ? 집에 있어요, anh đang ở nhà, hoặc là 회사에 있어요, anh đang ở công ty. Bạn bè ra ngoài cả, tôi thì ở nhà. Hoặc là bạn bè ra ngoài hết rồi, còn tôi thì ở nhà. 친구들이 다 나갔어요. 저는 집에 있어요. 친구들이 다 나갔어요. 저는 집에 있어요. 친구들 có nghĩa là các bạn, bạn bè. 다 là tất cả, là hết.
나갔어요. có nghĩa là đã đi ra rồi, đã đi ra ngoài rồi. 저는 tôi thì mình thì 집에 있어요. Tôi thì ở nhà. Quán cháo ở Việt Nam lúc nào cũng có quẩy. Thực tế thì gần gần như thế đúng không? Nếu các bạn ăn cháo nhiều ở các quán ăn như mình ở Hà Nội thì thấy các quán cháo hầu hết là đều có món quẩy. Quẩy trong tiếng Hàn sẽ là yu chu, mà nghĩa là cái món quẩy đấy, cái món bánh quẩy đấy. Vietnam 죽집에 늘 유초가 있어요. Vietnam 죽집에 늘 유초가 있어요. Vietnam 죽집에 늘 유초가 있어요. Vietnam 죽집 có nghĩa là cái quán cháo ở Việt Nam ấy. Vietnam là Việt Nam. Chup chip có nghĩa là cái quán cháo. Các bạn cần chú ý gấp đôi phụ âm chờ cái từ chip này. E là ở, nil mà nghĩa là luôn hoặc là lúc nào cũng. Nó giống với từ on trên nào. Yu chu mà nghĩa là quẩy. Isoyo có. Vietnam chup chip bê nil yu chu ga isoyo. Hoặc là các bạn có thể thay bằng từ on trên nào. Vietnam chup chip bê on trên nào yu chu ga isoyo. Cái quán cháo ở Việt Nam ấy, quán cháo ở Việt Nam lúc nào cũng có quẩy hoặc là luôn luôn có quẩy để ăn kèm đấy. Tôi có lời muốn thưa ạ, hoặc là tôi có lời muốn nói ạ. Tạm시 드릴 말씀이 있습니다. 잠시 드릴 말씀이 있습니다. Tôi có lời muốn thưa ạ. Đây là một câu nói rất là trang trọng, tôn kính. Các bạn có ở đây. 잠시 là một chút ít thôi đấy. 있습니다 là có. Tôi có đôi lời muốn thưa. Tôi có vài lời. Các bạn có từ 잠시 là chỉ một chút ít thôi, một lát. Các bạn hiểu là ngắn gọn, đơn giản, ít thôi ấy. 드리다. 드리다 là gốc của nó, mà nghĩa là dâng hoặc là thưa hoặc là biếu, là một từ kính ngữ của từ 주다. Và cái từ 말씀 đây cũng là kính ngữ trang trọng. Gốc của nó chính là từ 말. Gốc là từ mal các bạn nhé. Nhưng mà ở đây người nói đã sử dụng kính ngữ với cái từ, sử dụng kính ngữ thay từ mal bằng từ malsum, có nghĩa là cũng khi mà dịch ra tiếng Việt thì cả mal và malsum đều mang nghĩa là lời, lời nói. Còn từ ở đây người nói, người nói cũng đã sử dụng với từ chu tà, không sử dụng chu tà mà sử dụng với từ thư tà, thay thế cho từ chu tà. Như vậy thì thư tà và từ malsum đều là những cái từ kính ngữ trang trọng. Còn các bạn sẽ có là 드릴 말씀, có nghĩa là cái lời muốn nói, cái lời cần nói, 있습니다, có. Còn các bạn có từ 잠시 mà nghĩa là gì nhỉ? Vài lời, đôi điều, một chút ít ngắn gọn. Tôi có một thỉnh cầu. 한 가지 청이 있습니다. 한 가지 청이 있습니다. 한 가지 청이 있습니다. Tôi có một thỉnh cầu. Các bạn có chong, chong ở đây có nghĩa là cái thỉnh cầu. Isumnida là có. Các bạn có han có nghĩa là một kaji, han kaji các bạn hiểu là han kaji nó nghĩa là một dạng, một thứ, các bạn cũng thể hiểu là gì nhỉ? Một điều, một cái, tôi có một cái điều thỉnh cầu hoặc là tôi có một lời thỉnh cầu đấy. Han kaji chong có nghĩa là một cái điều thỉnh cầu. Isumnida có. Có một dự án sẽ làm đấy. 제안할 것이 하나 있습니다. 제안할 것이 하나 있습니다. 제안할 것이 하나 있습니다. Có một dự án sẽ làm. Các bạn sẽ có 하나 có nghĩa là một. 있습니다 là có một cái dự án. Ở đây các bạn sẽ có 제안하다 mà nghĩa là dự án. Còn khi các bạn muốn biến đổi thành cái dạng danh từ ấy, và mang nghĩa là thì các bạn sẽ thêm từ cọt mang nghĩa là cái hoặc là điều hoặc là việc. Còn các bạn hiểu là cái việc sẽ làm ấy, cái dự án sẽ làm thì các bạn sẽ có là 제안할 것, gắn riêng cọt và sau gốc của động từ. 제안할 것이 하나 있습니다. Có một dự án sẽ làm đấy. Tôi có một chị và một em gái. 저는 누나와 여동생이 한 명씩 있습니다. 저는 누나와 여동생이 한 명씩 있습니다. Tôi có một chị và một em gái. Nuna mà nghĩa là chị gái.
con trai sẽ gọi chị của mình là Nuna. Như vậy khi các bạn nhìn vào câu này thì các bạn biết được là cái người mà đang giới thiệu ấy về gia đình ấy thì đây là một người con trai nhá, một bạn trai, một bạn nam đang giới thiệu về gia đình của mình. Nuna là chị gái này, Yo Tung Seng em gái, Han có nghĩa là một, Myung Sik có nghĩa là, Myung có nghĩa là người, Han Myung là một người, Sik có nghĩa là mỗi, tức là gì nhỉ? Các bạn hiểu là đây, ở đây người ta nói giới thiệu kết hợp cả chị và em, cho nên là cái từ Han Myung Sik các bạn hiểu là tức là mỗi một cái vai vế thì có một người, tức là mỗi một chị gái và có mỗi một em gái, tức là mỗi chị thì chỉ có một người và em gái cũng chỉ có một người. Như vậy người ta thêm cái từ Sik vào đây để chỉ rõ ra là nhỉ? Chỉ rõ ra là nhỉ? Chị là có một chị và em là có một em. 저는 누나와 여동생이 한 명씩 있습니다. Còn nếu khi các bạn nói là gì nhỉ? 저는 누나 한 명 있습니다. Thì khi đó không có từ 식 nữa. Nếu các bạn tách ra cái câu này thành hai câu như thế này này. Ví dụ là 저는 누나 한 명 있습니다. Tôi có một chị gái. 그리고 và 여동생이 한 명 있습니다. Và có một em gái. Thì như vậy khi mà đã tách ra rồi, có một chị gái và có một em gái rồi, thì người ta không cần dùng cái từ sik ở đằng sau nữa. Còn khi mà các bạn giới thiệu gộp như thế này thì các bạn hiểu là cứ mỗi một cái vai vế, tức là mỗi một chị ấy, khi mà nói về chị thì có một người, và nói về em thì cũng là có một người. Thì cái từ sik này nó mang nghĩa là mỗi hoặc là từng, tức là từng cái vai vế là chị này sẽ là có một người này, còn em thì sẽ là một em, một có một em. Có tin gì mới không? 새로운 소식이 뭐 있어요? 새로운 소식이 뭐 있어요? 새로운 소식이 뭐 있어요? Có tin gì mới không? Các bạn có từ 새로운 소식 có nghĩa là cái tin tức, 소식 có nghĩa là tin tức này. 새로운 có nghĩa là mới. 새로운 소식 là tin tức mới. 뭐 có nghĩa là gì? 있어요 có. Có cái tin gì mới không? Như thế này là có phúc lắm đấy. 이처럼 아주 목이 있어요. 이처럼 아주 목이 있어요. 이처럼 아주 목이 있어요. Như thế này là có phúc lắm đấy. Các bạn có từ 이처럼 mà nghĩa là như thế này, như vậy. 아주 là rất, 목 mà nghĩa là phúc, phúc hoặc là lộc đấy. 있어요 có, 목이 있어요 mà nghĩa là có phúc. 아주 là rất, tức là gì nhỉ? Như thế này thì là rất là có phúc đấy, hoặc là như thế này là có phúc lắm đấy. Anh có gì bất mãn không? 무슨 불만이 있습니까? 무슨 불만이 있습니까? 무슨 불만이 있습니까? Anh có gì bất mãn không? 불만, các bạn có từ 불만 mà nghĩa là bất mãn. 있습니까? Có bất mãn gì? 무슨 là gì? Có thể dùng để hỏi là gì? Anh có bất mãn gì không, hoặc là anh có bất mãn gì à? Tối nay bạn có thời gian không? 오늘 저녁에 시간 있습니까? 오늘 저녁에 시간 있습니까? 오늘 저녁에 시간 있습니까? Tối nay bạn có thời gian không? 오늘 저녁 là tối hôm nay, 뭐뭐에 là vào. Vào buổi tối hôm nay, thường khi mà đằng sau theo sau là những cái danh từ chỉ thời gian như thế này thì bạn sẽ có từ e, mà nghĩa là vào cái khoảng thời gian này thì 시간 있습니까 hoặc là 시간 있어요 có thời gian không? 시간 là thời gian. Tôi có một cô con gái mới sinh. 저는 갓 태어난 딸이 하나 있습니다. 저는 갓 태어난 딸이 하나 있습니다. Tôi có một con gái, một cô con gái vừa mới sinh. Các bạn có từ gạt, gạt. Đây là cách phát âm, biến âm giống như trong phần đóng khung này. Mang nghĩa là gì nhỉ? Vừa mới. Theo na tả là động từ mang nghĩa là sinh. Còn cô gái mới sinh thì bạn sẽ có là gạt theo nan tài. Tài có nghĩa là con gái. Gạt theo nan tài có nghĩa là con gái vừa mới sinh. Hana có nghĩa là một. Hoặc các bạn dùng cái từ Han cũng có nghĩa là một. Tuy nhiên khi các bạn biến đổi Hana thành Han thì đằng sau của từ Han này phải thêm cái, các bạn có danh từ đơn vị là từ Myung mà nghĩa là người. Ví dụ là gì nhỉ? Trong câu này các bạn nếu không dùng với từ Hana, các bạn sẽ dùng với Han Myung. 저는 갓 태어난 딸이 한명 있습니다.
Có nghĩa là gì nhỉ? Tôi có một người con gái vừa mới sinh. Hoặc khi các bạn dùng cái từ hana thì các bạn không cần dùng từ myeong nữa. 저는 갓 태어난 딸이 하나 있습니다. Các bạn đã hiểu chưa? Chúng ta kết thúc bài học ngày hôm nay ở đây nhé. Vừa rồi là 30 câu giao tiếp gắn với từ 있다 mà nghĩa là có. 있다 các bạn có thể dùng ở dạng câu hỏi một cách trang trọng là 있습니까? Hoặc là đuôi thân bằng lịch sự là 있어요? Khi trả lời các bạn cũng có thể dùng với 있습니다 hoặc là 있어요. Các bạn hãy thử lấy thêm nhiều những câu giao tiếp khác trong cuộc sống hàng ngày gắn với từ 있다. Các bạn thử đặt câu xem nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. 다음에 또 만나요. Hẹn gặp lại nhé.